Rồi quý vị ơi, bên trai 266 nha quý vị, 6 cây tổng hợp nha. Cái lô này tôi quay cho cái ông anh này số đuôi là 57272 đuôi nha. 0905957272 đuôi. Rồi, 6 cây tổng hợp nha anh, đầu tiên là cây sâm núi trái nha. Đang có trái luôn nè quý vị. Đó, nhú trái luôn nè. Một cây ha cây này không tôi bán lẻ 100 ngàn nha anh đó nhưng mà vô đây tôi bán combo cho anh luôn cây số 2 là cây kim giòn nè đó để đẹp luôn ha cây số 3 là cây sơn liễu nha Trời mưa rồi tôi quay ghiếc lên anh đây số 4 là cây kim giòn luôn rồi số 5 là cây tường bi lá nhỏ nha này chơi bên sai luôn nha có bông có trái luôn nha rồi cuối cùng là cây số 6 là cái chà Phúc Kiến giống mới nha. Đang ra trái nhóc hết trơn luôn nè. Nè. Chỗ nào cũng có, có bông có trái chân trơn. Rồi. Kết thúc luôn nha anh. Rồi được thì mua còn không được thì tôi bán người khác nha anh.